Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh đến Công an huyện Ngọc Hồi, Kon Tum trình báo việc bà Lê Thị Cử, mẹ ruột chị, nghi bị mất tích được khoảng 10 ngày và nhờ công an giúp đỡ. Vụ việc đang được xác minh thì phát hiện có mùi hôi thối khác thường, bắt nguồn từ giếng nước của nhà bà Cử. Nhiều người dân thuộc khối phố 7, thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng dùng mọi phương tiện dò tìm suốt 2 giờ sau 4 lần câu vớt, đã đưa được một bao tải từ dưới giếng sâu lên trên. Trước sự chứng kiến của nhiều người, khi miệng bao tải được mở ra, ai cũng bàng hoàng sửng sốt vì bên trong chiếc bao tải, một đại thể người đã đến giai đoạn trương phình, thối rữa, bốc mùi hôi thối. Nạn nhân bị biến dạng, khó xác định được. Nhờ những đặc điểm về quần áo, đầu tóc, các con của bà Cử nhận ra đó là người mẹ của mình. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nạn nhân thiệt mạng là bị vật cứng tác động làm vỡ sọ. Sau đó đại thể nạn nhân được đưa vào bao tải, bỏ xuống giếng sâu 20m. Thời gian nạn nhân thiệt mạng đến khi phát hiện được nhận định là khoảng 10 ngày. Qua công tác điều tra, rà soát các mối quan hệ của bà Cử, thấy trước thời gian xảy ra vụ án, nạn nhân sống hiền lành, không có mâu thuẫn, tư thù với ai trong khu dân cư. Nạn nhân bị sát hại và bị đẩy xuống giếng sâu ngay trong khuôn viên nhà mình, thì không loại trừ khả năng nạn nhân bị thủ tiêu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong nội bộ gia đình. Theo một nguồn tin từ hàng xóm cho biết, trước lúc xảy ra vụ án, bà Cử đang sống chung với vợ chồng người con trai thứ hai và người con trai cũng chính là người đầu tiên phát hiện trong giếng nhà mình có mùi thối và vội vàng gọi anh vợ cùng hàng xóm đến kiểm tra. Là nhân chứng trực tiếp, vợ chồng người con trai thứ hai của nạn nhân được mời lên cơ quan công an để hỗ trợ công tác điều tra. Các trinh sát nhận thấy vợ chồng người con trai nạn nhân có nhiều biểu hiện rất đáng ngờ. Thái độ khai báo rất quanh co và mâu thuẫn. Mọi diễn biến bất thường về hành vi, thái độ của đối tượng không qua được mắt các trinh sát. Cộng với những thông tin khai báo loanh quanh của người vợ, các trinh sát khẳng định người con trai thứ hai của nạn nhân có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng. Vì vậy, sau khi ra quyết định tạm giữ hình sự, các trinh sát đã đưa con trai thứ hai về cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh để đấu tranh, làm rõ. Tại đây, ban đầu hắn cứ một mực kêu oan và phăng phăng chối tội, trả lời không biết. Nhưng qua nhiều giờ kiên nhẫn, căng thẳng đấu tranh với đối tượng, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum đã lật tẩy được bộ mặt thật của đối tượng. Biết không thể che giấu được tội ác, hắn đã cúi đầu khai nhận tội lỗi. Đứa con nghịch tặc vô đạo có tên là Nguyễn Mạnh Dương, sinh năm 1979, là con trai thứ hai của bà Cử. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Dương bỏ học từ rất sớm để cùng mẹ lao động kiếm sống. Năm 2010, được mẹ cưới vợ và đã có 2 con. Nhưng Dương vẫn không chí thú làm ăn. Sau một thời gian bỏ quê vào Bình Dương làm thuê, vợ chồng Dương lại đùm túm về lại huyện Ngọc Hồi xin tá túc sống chung với bà Cử. Cứ tưởng vợ chồng Dương chăm chỉ làm ăn để xây dựng tổ ấm và chăm sóc mẹ già. Nhưng Dương đã phụ lòng tin của mẹ. Bất kể vợ con nhiều nhóc, bản thân không có nghề nghiệp, Dương vẫn học đòi, ăn chơi và sa vào tệ nạn. Lo sợ con trai sẽ vướng vào vòng lao lý, bà Cử nhiều lần khuyên nhủ và la mắng Dương. Dương tỏ ra tức giận và nuôi ý định chống lại mẹ. Chiều ngày 22 tháng 6, sau khi cùng bạn bè lá cà uống rượu say, hắn khật khưỡng về nhà, lao thẳng vào phòng mẹ, le nhè, hất hàm hỏi mượn tiền mẹ để trả nợ. Bị bà Cử chửi,
Tao đã cho mày nhiều rồi, cả tiền và đất đai. Mày tiêu xài để đóng hết rồi, còn hỏi gì nữa? Mày đi đi, tao không có tiền. Trong cơn say, bị chửi nặng lời, dường như con thú say mồi. Đung đung nổi giận, hắn chạy xuống bếp tìm hung khí, đi lên buồng làm bà Cử chảy huyết rất nhiều. Quá bất ngờ, bà Cử nằm trên giường kêu la cầu cứu hàng xóm. Dương càng điên tiết hơn, tên này tiếp tục nhắm vào bà Cử. Lúc này bà Cử tiếp tục kêu vợ Dương là Lê Thị Tuyết, sinh năm 1985, ra cứu. Khi Tuyết định chạy vào can ngăn thì bị Dương khống chế và còn đe dọa nên đành đứng nhìn. Thấy bà Cử vẫn còn kêu la và định chạy ra ngoài, Dương tiếp tục ra tay cho đến lúc bà Cử nằm im bất động. Mọi việc diễn ra trong lúc chạng vạng và trời mưa như chút nước, nên tên sát nhân vẫn không tỏ ra hoảng sợ và chùn tay. Thấy mẹ đã nằm bất động, hắn chạy xuống bếp lấy hai chiếc bao tải màu đỏ, cho thi hài vào rồi bỏ xuống giếng. Sau đó ra lệnh cho Tuyết mang chiếu và ga chảy đệm của bà Cử ra giếng giặt tẩy hết vết huyết để xóa dấu vết. Còn Dương tự mình lấy nước xà bông, rửa chén đổ xuống nền nhà, dùng cây lau nhà dọn dẹp từ trong buồng ra ngoài nhằm xóa sạch sẽ các dấu vết của nạn nhân. Xong việc, Dương bình thản tắm rửa và đi vào nhà. Để phòng ngừa bất trắc, hắn căn dặn vợ nếu ai hỏi mẹ đâu thì nói mẹ đi chơi. Hắn còn bảo vợ ngay lập tức kêu người bán nhà với giá 200 triệu đồng. Căn dặn vợ xong, hắn vào buồng lấy chiếc điện thoại di động của bà Cử rồi nhanh chóng lên xe máy, phóng thẳng đến nhà bạn tổ chức ăn chơi như không chuyện gì xảy ra. Hàng xóm thấy bà Cử mất tích lâu ngày, nhiều người tò mò hỏi thăm, trong đó có em gái và anh trai của hắn đến hỏi tin tức của mẹ. Dương đều hất hàm trả lời mẹ đi chơi. Hắn tự tin cho rằng trong thời gian ra tay sát hại bà Cử, bên ngoài trời đang mưa rất to. Nếu vợ hắn không nói ra thì không ai có thể biết được tội ác tay chơi của hắn. Mọi sự chuẩn bị để đối phó với cơ quan công an, hắn tính toán và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Song hắn đã không thể ngờ được các trinh sát qua công tác phát động quần chúng đã nắm bắt được một nguồn tin bất ngờ là trong 10 ngày qua, chung với thời gian bà Cử mất tích, có điều bất thường là hắn tuyệt đối không cho vợ con sử dụng nước giếng ở nhà. Mọi sinh hoạt đều phải qua hàng xóm xin nước. Điều bất thường này đặc biệt gây sự chú ý của các trinh sát. Câu hỏi phủ đầu về việc này khiến mặt hắn biến sắc và tinh thần suy sụp rất nhanh. Trong làn nước mắt sám hối muộn màng, hắn run run cầm bút viết lời thú tội. Tại cơ quan điều tra, vợ Dương Lê Thị Tuyết cũng thú nhận vì mới sinh con được 5 tháng, sức khỏe còn yếu và sống phụ thuộc vào gia đình chồng, nên mặc dù chứng kiến chồng ra tay tàn ác, sát hại người, rất muốn can thiệp, liền bị tên Dương đe dọa cũng không dám. Hơn thế, mẹ ruột hắn còn dám ra tay sát hại, thì kể gì vợ con. Tuy nhiên, Lê Thị Tuyết vẫn bị truy tố về hành vi che giấu tội phạm và bị tòa xử 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Qua hai phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Nguyễn Mạnh Dương đã bị tòa án các cấp tuyên mức án cao nhất. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.